Chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với chuyên mục Nhà đẹp Kaito, nơi mang tới cho quý vị về những mẫu nhà đang được ưa chuộng và yêu thích nhất tại Việt Nam. Kính thưa quý vị thân mến, ngày hôm nay thì chúng tôi sẽ giới thiệu tới quý vị về một thiết kế nhà 3 tầng mái bằng mang phong cách thiết kế hiện đại. Và mẫu nhà này thì thuộc đó chính là mẫu nhà phố quý vị nhé. Và với căn này thì đang được chúng tôi trực tiếp thiết kế dành cho chủ đầu tư chính là chị Phương Anh, có địa chỉ tại Sơn Tây. Và thông thường thì đối với tất cả những cái thiết kế khác thì chúng tôi luôn luôn có một đội ngũ về trực tiếp tại nhà của chị Phương Anh để qua đó là gì ạ, tìm hiểu về nhu cầu này, mong muốn, sở thích và từ đó hoàn thiện nên một thiết kế đẹp mắt và ưng ý. Và trước khi mà chúng ta đến với thiết kế ngày hôm nay thì nếu như quý vị chúng ta đang theo dõi về thiết kế cũng như là trên kênh YouTube của chúng tôi thì hy vọng là quý vị có thể nhấn like này, đăng ký kênh và nhấn vào nút chuông để khi nào mà chúng tôi có những video mới thì quý vị là những người đầu tiên đón xem và từ đó có thêm nhiều ý kiến, nhiều sáng tạo và nhiều ý tưởng hơn để hoàn thiện nên một ngôi nhà mơ ước dành cho quý vị trong tương lai. Rồi, còn bây giờ đây thì chúng ta sẽ đến với nhân vật ngày hôm nay nhé. Đối với ngôi nhà của chị Phương Anh thì được chúng tôi thiết kế theo phong cách thiết kế hiện đại thì đây cũng chính là cái nhu cầu mà cái sáng kiến mà chị đưa ra dành cho chúng tôi. Tiếp tục đó chính là cái công trình này thì đã được chúng tôi thiết kế với hai màu sắc, đó chính là màu trắng và cái màu sơn dạ gỗ để chúng tôi sẽ hoàn thiện dành cho ngôi nhà của chị. Đối với một cái sự vẽ đẹp nam tính này, sự vuông vắn thì đây cũng chính là cái nhu cầu mà vợ chồng của chị Phương Anh đã đưa ra dành cho chúng tôi. Và để tạo điểm nhấn đơn thì quý vị có thể nhìn cho mình thưởng nhé. Bắt đầu từ phía của cái mái bằng đổ xuống đi. Từ mái bằng đổ xuống thì đây chúng tôi đã làm cái phân tường rất là dày, đâu đó nó rơi vào tầm 25cm. Đó, 25cm. Và nó đổ dồn từ tầng 3 đổ xuống phía dưới tầng 1. Tiếp tục, đó chính là cái hệ mái đây thì được chúng tôi sơn giả gỗ quý vị nhá. Được sơn giả gỗ. Và chúng ta cũng sẽ có hai hình thức. Một đó chính là cái hệ mái bên ngoài thì được chúng tôi sẽ làm xưa, giống như là những cái hệ cột nó nhỏ ấy, để chúng ta lấy được ánh sáng hắt từ trên cao xuống. Còn ở bên trong kia thì chúng ta sẽ làm kín và sơn giả gỗ luôn để chúng ta che mưa. Và cái không gian này thì cũng chính là cái nơi để cho các thành viên trong ngôi nhà của chị Phương Anh ngồi uống trà này, uống cà phê và ngắm thành phố vào ban đêm cực kỳ là chill. Tiếp tục đó chính là cái lan can ở tầng 3 thì được chúng tôi sử dụng đó là hệ thép được sơn chống tĩnh điện màu đen quý vị nhé. Nó cũng sẽ theo cái dạng là vuông vắn thôi chứ nó không có uốn cong gì cả. Thì đây chính là một cái mẫu thiết kế hiện đại đó. Tiếp tục là ở đây thì chúng tôi cũng có thiết kế thêm một cái bồn hoa nho nhỏ để trên tầng 3 thì các thành viên của chúng ta có thích trồng cây hoa này, cái cảnh gì thì mình có thể trồng ở đây để giúp cho không khí nó vừa trong lành mà cái không gian ở đây nó cũng sẽ đẹp hơn, tinh tế hơn đúng không ạ? Tại tầng 2 thì chúng ta sẽ có thêm một sự khác biệt một chút xíu khi mà ở đây thì chúng tôi có thiết kế theo hình chữ C, đâu đó tầm 3/4 cái không gian mặt tiền ở trên tầng 2 đúng không ạ? Đó, hình chữ C. Và ở đây thì khi quý vị thấy rằng cái chữ C được thiết kế như này, nó sẽ giúp cho công trình nó có độ lõm này, độ lồi này, nó tạo ấn tượng hơn, đẹp mắt hơn đúng không ạ? Tiếp tục là ở đây cái không gian ở bên trong cái chữ C nhá, được chúng tôi sơn màu dạ gỗ luôn. Đó, cũng có lắp thêm rồi là những cái khu vực lan can này, đèn chiếu sáng này. Và quý vị nhìn cho mình thưởng một chút xíu, đó là cái cửa nó sẽ nằm bao trọn trong cái không gian của chữ C luôn. Nó rất đẹp đúng không? Rất tinh tế khi mà nó có những cái sự bao quanh, sự bao cót này, tức là từ cái không gian lớn của ngôi nhà này, xong đến cái chữ C này, xong đến cửa ra vào này. Đó, thì đó chính là cái sự bao quát, thu nhỏ dần. Đó, rất đẹp đúng không ạ? Và trước khi đến với cửa này thì chúng ta lại có thêm một cái bệ tường màu trắng nữa. Đấy, thì đây chính là cái việc mà chúng tôi thiết kế nó phối hợp màu sắc, nó đan xen và nó lựa chọn những vị trí nào để làm sao cho ngôi nhà nó cân đối, nó hài hòa quý vị nhé. Còn ở 1/4 còn lại thì được chúng tôi cũng sẽ sơn giả gỗ và có thiết kế thêm bồn hoa để trên tầng 2 thì các thành viên chúng ta có thể trồng những cây hoa này, cái cảnh mình yêu thích đúng không ạ? Tầng 1 thì chúng ta cũng sẽ được thiết kế theo cái dạng thiết kế hiện đại thôi, cũng là hệ cửa nhôm sinh va. Và hầu như thì đối với công trình này là một công trình nhà phố, vì vậy là ở hai bên chúng ta có rất nhiều nhà san sát nhau rồi. Vì vậy là công trình này được chúng tôi thiết kế như sau. Từ tầng 1 đổ lên tầng 3 chúng ta sẽ phun, đó chính là hệ cửa nhôm sinh va
và cánh cửa này thì đều có thể mở ra rất thoải mái để chúng ta kết hợp cùng với cửa đằng sau giúp cho công trình chúng ta lấy được độ gió này, độ thông thoáng và nó hắt vào trong, tránh ẩm mốc, tránh ngột ngạt trong ngôi nhà của chúng ta. Ở hai bên này thì quý vị có thể thấy rằng là Minh Thưởng đã có giới thiệu đúng không ạ? Đây là một mẫu nhà phố, vì vậy là chúng ta không thể nào mà xây dựng được cái chất liệu đó là ô cửa sổ hai bên, bởi vì là nhà sát rồi chúng ta không thể mở được. Còn đây chính là cái view thì quý vị có thể nhìn rõ hơn về cái cánh cổng ở bên ngoài. Bởi vì là một công trình nhà phố thì khi chúng tôi lên ý tưởng ấy, chúng tôi không chỉ xây dựng mình nhà mà còn xây dựng cả cánh cửa rồi là cổng bên ngoài, để làm sao khi mà những người đi đường ấy, chúng ta có thể nhìn thấy được từ cửa bên ngoài này cho đến nhà, nó là một cả một cái công trình, nó bao quát, nó đẹp và nó tinh tế, đúng không? Đó, thì tất nhiên rồi, đối với cái công trình bên ngoài thì được chúng tôi sơn trắng và cái hệ cửa màu nâu thì nó cũng hơi đồng pha một chút xíu so với cái chất liệu bằng gỗ, đúng không ạ? Và tổng quan công trình thì tầng 1, tầng 3 rất nhiều đèn để giúp cho công trình chúng ta nó sáng, nó đẹp và nó tinh tế hơn vào ban đêm, đúng không? Rồi, tiếp theo thì chúng ta sẽ đến với cái không gian bên trong nhá, để xem rằng là với một cái mẫu nhà phố 3 tầng, phong cách thiết kế hiện đại như này thì diện tích nó có phù hợp với cái nhu cầu mong muốn của quý vị hay không? Rồi, ở đây thì ngôi nhà của chị thì được chúng tôi thiết kế như sau. Mặt tiền là 4m này, chiều sâu công trình là 17m. Thì đâu đó tổng diện tích khuôn viên của chúng ta nó cũng rơi vào tầm là 68m2. Đó, 68m2 như này thì tại tầng 1 chị mong muốn chúng tôi thiết kế công năng bao gồm là một khách, một bếp, một ngủ đơn, một phòng vệ sinh chung. Đó, thì diện tích chúng tôi cũng đã có tính toán như sau này. Với cái không gian cả khách cả bếp, tổng diện tích là 35,7m2. Đó, rất thoải mái đúng không? Tiếp tục là chúng ta cũng sẽ có thêm một phòng ngủ đơn là 7,3m này, phòng vệ sinh là 9,2m. Đó, và chúng tôi cũng sẽ không có thiết kế full đằng sau quý vị nhé, mà chúng tôi sẽ trừ đâu đó tầm 3,2m để chúng tôi thiết kế một sân sau. Bởi vì đây cũng chính là cái như Minh Thưởng đã có giới thiệu đúng không ạ? Là cửa trước cửa sau thì chúng tôi đều thiết kế mở thông để cho khí rồi là gió nó luồn vào, tránh nó ẩm mốc này, tránh ngột ngạt trong ngôi nhà của chị. Chiều cao tầng 1 của ngôi nhà chị được chúng tôi thiết kế đó là 3,7m. Vì vậy số bậc cầu thang là 23 bậc quý vị nhé, cũng là một con số nó rất là đẹp. Rồi, và đây chính là 3D được chúng tôi phác họa dành cho ngôi nhà của chị này. Bắt đầu từ phía cửa chính ra vào, nằm bên tay trái chính là tủ kệ TV, bên tay phải chính là bộ bàn ghế. Chúng ta cũng sẽ có thêm một hệ lăm gỗ để che chắn cái không gian bếp và cái không gian phòng khách quý vị nhé, để trong quá trình khi mà các thành viên của chúng ta ngồi đây có uống rồi là chúng ta tiếp khách thì các thành viên còn lại có sử dụng ăn uống thì nó cũng sẽ thoải mái hơn, đúng không ạ, tiện nghi hơn. Ngoài ra thì cái hệ lăm gỗ này thì gia đình có thể thay bằng một cái tủ để chúng ta đặt rượu này và đồ uống để co, đúng không, thì nó cũng sẽ giúp cho cái không gian phòng khách nó tinh tế hơn, nó sang trọng và đẹp mắt hơn. Tiếp tục là tiến vào cái không gian của phòng bếp thì tại đây là chúng tôi sẽ tận dụng là vừa làm bếp này cũng như là làm xây dựng cái cầu thang để đi lên tầng 2 và tầng 3, đúng không ạ? Và ở đây thì chúng tôi sẽ lựa chọn cái dạng bếp theo hình chữ L, quý vị nhé, hình chữ L đấy. Và cái nơi đặt bếp nấu nướng đây chính là nơi tọa cát, tọa hung và hướng cát trong nhà, để trong quá trình khi mà chị nấu nướng thì cũng sẽ đốt cháy đi những điều đen đủi và giữ lại những điều hương thịnh may mắn dành cho các thành viên. Chúng tôi cũng sẽ có thêm một bàn ăn dành cho 6 thành viên nhé. Đó, tủ bếp này, bồn rửa này, bếp nấu nướng cực kỳ thoải mái. Rồi, tiếp tục là ở trong phòng ngủ đơn thì chúng ta cũng sẽ có thêm đó chính là một tủ quần áo, một giường này. Và cái khu vực của bồn vệ sinh, phòng vệ sinh thì chúng tôi cũng sẽ có thêm lam kính để chia nơi ướt nơi khô để các thành viên của chúng ta sử dụng cũng sẽ dễ dàng thoải mái, đúng không? Còn ở phía trên tầng 2 thì sao ạ? Trên tầng 2 thì chị mong muốn chúng tôi thiết kế công năng như sau. Chúng ta cũng sẽ có là hai phòng ngủ. Chúng ta sẽ có hai phòng ngủ này. Chúng ta sẽ có một phòng vệ sinh chung. Đó, diện tích lần lượt như sau: phòng ngủ số 02 là 17,3, phòng ngủ số 03 là 10,6, phòng vệ sinh là 3,5m. Đó. Rồi, chúng ta cũng sẽ có tổng diện tích như sau nhé. Đối với cái không gian như này thì ở đây chúng tôi cũng sẽ có tận dụng từ cái vị trí của cầu thang đi lên để chúng ta sẽ làm một phòng sinh hoạt chung. Đó, và đây chính là 3D này. Từ 3D đi lên đúng không ạ? Ở hai bên chúng ta sẽ có những phòng ngủ và được thiết kế rất hài hòa rồi. Có giường, có tủ quần áo, có bàn học, bàn làm việc, đúng không? Chúng ta cũng sẽ có một phòng sinh hoạt chung này. Phòng vệ sinh thì được thiết kế tương tự như tầng 1. Và cái chiều cao ở phía trên tầng 2 thì là 3,5m, nên là chúng tôi
xây dựng 6 bậc cầu thang là 21 bậc quý vị nhé. Còn trên tầng 3 thì sao ạ? Đối với trên tầng 3 thì chị mong muốn chúng tôi thiết kế công năng, chúng ta sẽ có một phòng thờ này, một phòng ngủ để gọi là phòng chờ. Chẳng hạn khi mà nhà chúng ta có thêm khách mà ngủ lại thì sẽ biến đổi phòng này thành một phòng ngủ, đúng không? Chúng ta cũng sẽ có thêm một phòng phơi đồ đằng sau. Đó, diện tích như sau, phòng thờ thì có tổng diện tích rơi vào đâu đó tầm 6-8 mét. Phòng thờ này thì chúng tôi đặt vị trí bàn thờ nơi tọa cắt hương cắt trong nhà, một vị trí cực đẳng quý vị nhé. Phòng thờ này thì đây là một phòng ngủ đơn với tổng diện tích là 7,4 mét và cũng sẽ sử dụng phòng vệ sinh chung ở dưới tầng 2. Đó, phòng phơi đồ thì là 6,2 mét. Đây chính là 3D này. Đó, rất đẹp đúng không? Từ phía khu vực cầu thang đi lên thì bàn thờ của chúng ta sẽ đặt ở phía bên ngoài mặt tiền công trình này, còn phòng ngủ đơn và phòng phơi đồ thì nằm ở phía sau. Và tất cả cái không gian này thì chúng tôi sẽ làm một cái giếng trời, nó thông từ tầng 3 đổ xuống dưới tầng 1, đúng không ạ? Với tổng diện tích giếng trời là 3,2 mét, giống như mình được đã có giới thiệu rồi. Thì đây chính là cái thiết kế nhà phố đã được chúng tôi hoàn thiện thiết kế dành cho ngôi nhà của chị, đúng không ạ? Và nếu như quý vị chúng ta cũng yêu thích về mẫu thiết kế 3 tầng mái bằng mang phong cách thiết kế hiện đại, vừa đơn giản vừa tinh tế nhưng nó cực kỳ đẹp mắt và thu hút, thì quý vị có thể gọi điện từ số hotline của chúng tôi là 0844 878 666 hoặc có số 0396 656596 để đội ngũ tư vấn thiết kế của chúng tôi gọi điện và mang tới dành cho quý vị những thiết kế đẹp mắt và ưng ý nhất. Đừng quên bấm like, đăng ký kênh để ủng hộ chúng tôi. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.